thì mình đưa cho các anh chị trước đi, còn đừng có để năm xong rồi còn dư lại là không được. Thank you.
từ chúng con trường bằng sinh gia đình phật tử đầu trưởng phật tiền cầu xin chư phật chư mô đã thư hiện tận tâm trong tập mười phương từ bi gia hộ cho chúng đệ tử bồ đề tâm kiến cố từ giả 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 thành thiên hạ cùng chúng sanh trong phật giới một thời đồng chứng vô thường chánh đẳng chánh con cũng nguyện xin để công đức phật hội chúng con giảm nhân của sự cố hiện đường siêu sinh cực lạc tánh thương rộng lắm đạo càng không thể nghĩ bàn lưỡi đế châu bị đạo tràng mười phương phật bảo hào quang sáng người trước bao hòa thân chúng con hành hiền cúi đầu xin thề nguyện quy nhân thành lễ nam mô tam thư không tam giới quá hiền để lại thầm thương chư phật chư bồ tát chư hiền thánh tăng thường trụ tam bảo chí tâm thành lễ mà
đi xíu, đi cho đỡ, không bị vướng chân nha.
hướng dẫn nha, mọi người thấy rõ không? Cách nó còn vậy nha. Này là chỉ tốn lực tí xíu thôi, không có tốn lực nắm, không có tốn lực sách. Đây là kẹp, thấy chưa? Quá sức. Quá cho lượng vui. Quá vui. Rồi, sáng sớm trời xanh mây trắng bánh vàng ha. Bây giờ chúng ta bắt đầu cuộc 6 tộc hùng mạnh nhất của đất nước Lục Hòa. Tộc Thân Hòa, tộc Khẩu Hòa, tộc Ý Hòa, tộc Kiến Hòa, tộc Giới Hòa và tộc Lợi Hòa sẽ đi tìm những chất liệu, những đức tính, những cái gì tốt nhất có thể đem về để xây dựng đất nước của chúng ta. Vì vậy, hành trình hôm nay chúng ta sẽ là bắt đầu đi tìm. Hòa sớm. Mọi người đã biết mục đích của mình nha. Kiến Hòa sẵn. Vô hàng. Kiến Hòa, trở lại Hòa, Kiến Hòa. Hòa. Gì vậy? Lên đây nè. Kiến Hòa sẵn. Dạ, bữa kiến ngon quá nè. Kiến Hòa, trở lại Hòa, Kiến Hòa. Hòa. Một người xuống lấy một bình nước, chị lấy mày mấy. Mỗi người cầm một bình hay là một người? Một đội một bình. Một đội một bình. Chị lẻ chị. Đây chụp đội con. Chưa đi mà. Ủa hay vậy? Các em chưa đi hết. Rồi sắp hàng trình diện. Ở đây. Có hàng ở đó rồi. Đi. Đâu em hỏi là ý là lên một mình trước hay là sao á? Đợi nhiều đi. Rồi, được đi ra lấy một cái bình mang theo. Rồi cũng như đội kia, chị sẽ cái xe em một cuộn dây để em đang dở. Dạ, đang chắc lâu dữ rồi. Đang nhanh lắm cô. Em thấy có thể chọn chỗ để đan. Rồi, ngồi. Không biết có biết cách đan thôi. Chị nhớ gộp lại bốn cái đầu. Không phải lấy bốn cái đầu đó để mình dở rồi. Rồi, người xuống, rồi xuống đi. Học lên đường trào cây này.
cái đất luôn, mình cộng hết ra ngoài kia rồi. Chủ đưa luôn rồi, chủ ơi. Chị phát cho mỗi đội một cuộn dây. Các em làm sao đây được một cái giỏ đấy nữa, mình sẽ đựng cái tay em về. Lấy con giỏ ra gặp chị liền. Rồi xích lên đi đi. Kiến bà khoan đi. Thôi ngọt ngào xinh vậy. Quá đẹp luôn. Mấy đứa nhỏ vô, mấy đứa nhỏ. Rồi, vô vô. Anh lập cho em cái ổi để cái đám nằm. 1, 2. Rồi. Dạo kẹo. Hay quá, đây nó dở hay quá, không biết làm sao đâu. Miễn sao nặng được thôi nha. Rồi mấy em nhìn nè, hai cái ổi chị cầm cái tay bự như đây không? Dạ thấy. Bây giờ các em được vào vườn ổi, hái cho chị 2 ký ổi mà trái tới bự như đây nha. Mình đừng có lấy ổi này á. Đúng. Trời ơi. Bởi vậy chị mới nói là mấy em nhẹ như sao. Ủa nó hay nhẹ đó. Bắt đầu nhẹ. Nói nhẹ quá. Nghe không? Nghe không? Nghe không? 2 ký ổi.
trái bị bự như đây, trái nhỏ mà hái là bị trừ điểm, trái nhỏ chưa ăn được. Cái nhỏ gì á, sử dụng trái nào ăn được đó, bự. Quả hai cái ok không? Trên hai cái nào ok không? Ở trên hai cái thì trừ điểm, dưới hai cái cũng trừ điểm. Nói chung là em cảm thấy nó cân vừa đủ thôi. Mẹ cho con dao nè, cắt không? Con bên nữa. Mẹ, đừng có bè khác thôi. Dao. Nhớ mi dao. Bi ơi bi. Quay. Dao. Một đứa ngoài giữa cây đi, con để cây vô phải. Ngọc Linh. Không hái cái nhãn con nha. Rồi, cũng y chang, các loại khác luôn. Hái cho chị 2 ký ở và ở phải to như vậy trở lên, không được hái trái nhỏ hơn. Và 1 ký nhãn, nhãn chỉ được hái cây này thôi, không được hái cây khác. Giỏi quá trời ơi. Rồi đi ra đi thôi, mũi quá, mũi cắn rồi. Ê, mấy chị khác vô vô. Bốn cái nữa. Đi dạng ở đây hái nữa thôi, cô chỉ cho. Trời, được bà chỉ cho hái là ngon quá rồi. Cô đang chỉ nè. Ủa cô, hái được mấy trái được 2 ký cô? Mà một bọc ở 4 trái à. 4 trái hả? Ừ, 4 trái này được 2 ký. Dạ. Ủa, xuống rồi nè. Mới được mấy trái rồi? Lên bung lên 5 trái đi mấy đứa. 2 trái nữa. Cái này đưa rồi. Thấy trái bự bự không thôi, không đạt tiêu chuẩn gì dục của mũ. Ờ. Bỏ bộ mình hái
con chỉ con chứ là bự bự con lấy một cái thôi. Một cái nữa thôi được rồi cô. Minh Thi lấy điện thoại đi đâu rồi không chụp hình đồ Minh Thi. Cho đợi chị Hiếu đi. Cái này cho đợi chị Hiếu đi. Hiếu ơi đi đây nè Hiếu. Rồi đi, đi mấy đó. Ở đây đây đây. Rồi cái rồi đi đi năm chết rồi. Trong đây nè Hiếu. Em lo đợi em đi nhiều chuyện quá. Vậy vậy đây đứng đây nó hả này cái gì đợi chị Hiếu. Đợi chứ xong rồi. Trời, cái đôi này sướng quá. Đôi này sướng quá. Phải tận dụng chứ thầy. Rồi cô bé có nhiêu đó. Còn chú nào bé nữa không? Dạ còn mà, trời ơi. Chị yên tâm đi. Rớt cái nhẹn quá. Rớt cái nào? Lấy dây cột lại đây em ta. Hay khỏi đi, khỏi đi. Cô bị ở dưới nó có ổi rồi. Cái này đây nè. Còn mấy cái này nhận. Trời ơi, đang làm vợ. Làm vợ kiểu này. Đang ba mẹ cứu con. Cô bẻ là lấy bọc bỏ vô. Cô cho hả cô? Cho hả? Lấy chai ổi ăn xong lấy chợ đem ha. Không có cô cho. Thì cho đó ăn con cảm ơn. Một trái thôi. Một cái bố tới gặp miếng rồi chiền nhau. Để dưới không? Để dưới lúc đi đụng cồn lắm trời. Rồi rồi rồi. Lấy bọc nữa thôi. Ăn mặn chút hết à. Bên này bên này. Let's go. Trời ơi. Chà, cái đồ này tả ha. Hay quá. Lủng lủng. Ở đây đã vừa vậy? Tí rồi à. Ấy 3 ký đúng không? Ghê, vừa đủ luôn. Vừa vừa có ra được được ra cân lại không? Rồi lên bê lên bê lên bê của anh. Ra ngoài bỏ vô bao sao? Trời ơi, mấy giờ anh? Rồi thôi đổ về đây nè. Nhà ức quá rồi. Ý ngoài sẵn cho mượn chỗ xíu thôi. Ý ngoài sẵn. Ý ngoài. Thôi. Về thiệt đồ. Cho canh chị ơi. Rồi. Thiếu là bắt thông lên cân vô cái tay em chưa tiếng mà giỏi sao đứa giỏi vậy ta hai chữ chín rồi giỏi dữ không trời ơi thiếu một ram kìa hai chữ chín lại đây nhìn 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 khó đỡ cho nó gọi được chưa anh Vũ hai anh Vũ Vũ không phải vì cái cành ta là vẽ một cái cành chữ nó ghê ở mà tạ ở ngoài cho nó hòa ủa đừng hai hai Rồi rồi về thiệt đồ cầm làm sao mà không có rớt ở trong kia ở bên đây là có được hết cá đây nè chơi là chơi vô tiếp tục làm xong hết nhé tính hết luôn ở cho mấy cát luôn đúng rồi cho nó hết chậu đó cứ đừng bự lên chơi kìa thấy không đó có cái cây hướng ông cao quá thật sự ông như là ông đưa đây một chọ kéo một chọ cầm hết đi bỏ
Ở bên đó đi, ở bên đó đi, ở bên đó đi. Nè 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 nè. Bự không? Bự. Bỏ nhảy vô mày, bỏ nhảy vô mày. Bỏ lửa chơi bự á, biết không? Dạ biết rồi. Thử chưa? Nhưng mà hết cái bự rồi con ơi. Cầm lấy đi, cô chỉ cho. Lấy cô lửa cô chỉ cho. Nói ra da là mình hái chứ đâu phải là nhỏ. Bây có nhỏ nhỏ đâu là có được mấy trái rồi. Có tính không mua mang về. Rồi chứ đây hoa luôn ha. Nếu mà đem theo tiệm thì đặt chứ rồi chiều mà cô nói cô này. Ừ thì đặt nhưng mà ý là cái gì vậy? Chị vẫn cho đổi lại chào rồi mấy. Lỡ sẵn. Dạ. Mua nhẹ. Được rồi, chứ này mà được ha. Em cầm cho anh mua lòng cây đây. Mua riêng cho cổ nè. Dạ vâng, đó là cái này là riêng. Dạ. Dạ, không đặt riêng nữa. Cô 5kg nè nè. Dạ, chắc là 5kg. Đi cô nãy 5kg. Cái nãy là khác. Rồi bây giờ cái này là hai người đã. Dạ. Còn hái này xin phép. Biết luôn á. Dạ, dạ. Nam bên ngoài nhẫn có gì. Rồi, nếu em đi về thì cô. Bé nãy giờ nhà tôi hết. Mấy đứa lan cái đống nào là cái ổi chị đi chưa? Cái gì đó mà bẻ hết. Không có thuộc hết. Chị Nhơ có thuộc hết chuyên công không? Chuyên công. Tất cả luôn hả? Đúng. Chị sẽ khảo một người duy nhất trong đội nhưng mà bất kỳ nha. Nhớ mà. Nó đưa cho em là chị em từ xong tới quay trường. Nó đứng sau lên. Em thứ tư mà. Em là thứ ba, em đưa tay cho chị trước khi em Ngọc Linh đưa. Chủ đề ta bà ha. Chủ đề. 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 Ch
lấy mấy cái bình nữa rồi chốt. Lấy hai cái bình nữa. Lấy hai cái bình nữa. Rồi bây giờ bạn sẽ truyền tin cho anh một bạch vàng. Em tự gửi anh. Không không anh đưa. Ra đứng trước mấy bạn nha. Rồi, chơi tiếp chơi đi. Đúng không? Đúng rồi nha. Đúng rồi bây giờ nhiệm vụ của đội của chúng ta sẽ vượt qua cái cầu dây này ha. Một bạn lớn đi trước sẽ qua bên kia để đỡ các bạn nhỏ đó ở bên cầu ở cầu bên kia. Rồi bây giờ tất cả các thành viên trong đội mặc áo phao vào. Em nào cảm thấy mình bơi được thì không mặc. Ba lô mang luôn. Ba lô mang ba lô. Tưởng không? Đi chạy mà chạy ướt. Điện thoại thì tất cả các điện thoại tư trang cá nhân mà vô nước cái gì đó thì bỏ qua một ba lô riêng. Mở phao đi. Gậy xuống. Em có giỏ được không? Em mặc bây giờ kìa. Kim loại cả. Có không có gì. Mua hàng cho anh mang đi. Qua chứ bỏ. Kim loại cả. Kim loại cả. Mua ra chụp. Đây đi đâu vậy? Nghe. Thích xuống. Bỏ ba lô đây. Cái bà sáng. Cái bà sáng im à? Đây á, anh buôn rồi. Từ từ, mở phao thế tư. Bây giờ con nhớ là mình áo phao có rớt thì mình vẫn nổi, nghe rõ chưa? Yên tâm nơi chiếc áo phao được chưa? Rồi con có biết bơi không? Không biết bơi thì lỡ phao liền, nghe không? Nhưng mà dùng bên em đủ cho luôn rồi. Em đã không luôn. Ok rồi anh. Ok. Sâu á. Sâu á, nhưng mà em hỏi luôn. Đó, thấy đi không? Này, chân bước ngang nha. Ngang dây nha. Chị em bước
không phải. Để cho ta đứng giữa cây ta cứ làm đó. Ngăn sông cách núi nhưng có vì lòng người ngài núi em son vì con không khó vì ngăn sông cách núi nhưng có vì lòng người ngài núi em son anh em ơi anh thấy nhiều trời còn nhiều trở ngại còn nhiều gian khó kiên ngang kiên ngang anh em ơi cố tâm vượt qua kiên ngang vậy đó đúng rồi kiên ngang vậy đó. Sông cánh núi nhưng có vì lòng người ngài núi e sông đường đi khó không khó vì ngăn sông cánh núi nhưng có vì lòng người ngài núi e sông anh em ơi đừng dài còn nhiều trở ngại còn nhiều gian khó kiên ngang anh em ơi cố tâm vượt qua anh em ơi đừng dài còn nhiều trở ngại còn nhiều gian khó từ thấp lên cao sinh hoạt gia đình từ ngành oanh vũ đến ngành thành niên con đường tu học phải lắm gian nan lý tưởng tôn thờ mãi mãi còn đây. Còn nhớ năm xưa xây dựng gia đình người người thương mến chung mình vươn lên dựng cờ Phật giáo tung bay thế giới dựng cờ sen trắng tuyệt vời tình làng. Từ thấp lên cao sinh hoạt gia đình từ ngành oanh vũ đến ngành thanh niên con đường tu học phải lắm gian nan lý tưởng tôn thờ mãi mãi còn đây. Còn nhớ năm xưa xây dựng gia đình người người thương mến chung mình vươn lên dựng cờ Phật giáo tung bay thế giới dựng cờ sen trắng tuyệt vời tình làng dựng cờ sen trắng tuyệt vời tình làng từ thấp lên cao sinh hoạt gia đình từ ngành oanh vũ đến ngành thanh niên con đường tu học phải lắm gian nan lý tưởng tôn thờ mãi mãi còn đây. Bình tĩnh nghe con mình có hoang rồi. Còn nhớ năm xưa xây dựng gia đình người người thương mến chung mình vươn lên dựng cờ Phật giáo tung bay thế giới dựng cờ sen trắng tuyệt vời tình làng đó hay đó đó vậy đó đó bình tĩnh nha từng bước từ thấp lên cao sinh hoạt gia đình từ ngành oanh vũ đến ngành thanh niên
con đường tu học phải lắm gian nan, lý tưởng tôn thờ mãi mãi còn đây. Còn nhớ năm xưa xây dựng gia đình, người người thương mến chung mình vươn lên, dựng cờ Phật giáo tung bay thế giới, dựng cờ sen trắng tuyệt vời tình làng, dựng cờ sen trắng tuyệt vời tình làng. Anh còn mấy cái cây. Mấy bơ, 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 mấy bơ
Nó chạy bước dài dài nó cho nó mơ thời gian cho nó mà. Biết cái sàn là dạng mình bước ít, mình đi từ từ, mình bước bước cho nó dài cho nó mau. Được. Dưới như còn hai đội. Đi mà tiếp đi không? Hai cái giò, hai cái tay mình tự bước. Nhẹ lại nó nhẹ thân mình lại nó đâu sợ. Như có thầy đây. Thầy đang quay phim. Thầy mua thôi. Lộn giấy rồi. Hả? Lộn với đây nè. Bắt đầu đi chưa anh? Đúng rồi, em còn lấy gì bên này không? Thiếu ông chạm. Rồi em qua mang qua lại giùm anh đó. Thiếu mà đi mà. Rồi mang qua lại lại. Lấy gậy thôi. Giới sợ. Giới sợ. Giới. Đứng thôi, đứng đấy. Bước chân ngang bước dài ra tay dài chân dài ra. Không chạm rồi. Đi qua lại đi. Từ rồi. Chờ Yến qua hết rồi. Cũng bút mà. Đưa bút anh. Lạc nắm cho tôi đem qua thôi. Anh đem một chiếc rồi. Cô Trương đeo chéo này cô đây. Đưa bút đi, đứng anh khỏi. Thôi, cầu bút đi. Lấy hết rồi chưa? Lấy sáu hết chưa? Đang nhặt đi. Đấy chị chị à. Nhỏ buồn rồi. Đấy hết giờ. Đi anh chị em qua nha. Để anh chờ cho 1 phút. Đứt leo lên. Đúng rồi, anh đứng đi thôi. Đứt lên chạy nữa. Đứng dậy lại đã. Yên, dịch một câu đi, dịch một câu đi. Thế bà sẵn không hả? Rồi, chứ anh dặn ông cứ đi tự thôi. Đi luôn. Đứt, đặt chân lên kìa chưa? Dừng cây, đặt chân lên này. Rồi, dịch tiếp. Đi. Đi sau. Đúng rồi đó, đi chân ngang vậy đó. Hợp lý. Nhẹ nhàng thôi. Mấy đứa, vẽ hình lại mấy đứa. Lấy giấy viết ra vẽ hình lại. Không nhận được thì biết vẽ cho anh. Nhớ chuyện nghe nha. Chuyện nghe chứ không phải nghe chứ không phải nghe. Đúng rồi. Đi ông Đức. Tới nhìn Đức. Rồi bạn cuối cùng nhớ lấy phim chạm. Mà chị Hưng cái giò đi xin thứ năm đi. Bé Ngọc sẽ tới Đức Anh qua phòng chị em. Thôi tao qua trước rồi. Rồi phải cho bé Ngọc qua trước nè, nó yếu. Đi chậm lắm. Rồi Đức Anh. Rồi chị Yến là xin thứ đi. Đức Anh qua phụ mới nói rồi. Tại thân là bé Anh. Cho anh lên, để lên. Từ từ để em. Để lên nữa. Dây cây này vô. Rồi, ok. Không phải nghe lệnh. Ừ, nghe cái đó. Đưa rồi. Đi cái chân ngang nha. Đúng rồi. Đúng rồi đó, bước ngang ra, đúng rồi. Cái chân càng ngang càng tốt. Đúng rồi, tiếp. Từ. Không ơi, thêm thùng nữa không? Mấy mét đồ nặng, mấy mét đồ nặng. Ủa? Nãy giờ qua bốn chạm tao có bốn thùng á. Nói là mình lấy gì cũng được. Lấy cái gì đó. Ôi, không qua đâu. Không qua đâu té. Trời ơi,
Cái đội nào tới chơi trình diễn anh đâu? Duyên. Cái đội nào tới? Con nhớ con có té, con vướng nổi. Thế giờ bắt ông ao rồi. Nó biết bơi rồi. Con sợ ướt cái vỏ ở chỗ con mấy. Có gì? Đi từ từ nãy rồi nó nóng. Anh Đức làm được, làm được. Cái tàu của cái này không? Từ từ thôi, mày mang đồ nặng mà, đi từ từ thôi. À, mang nặng đi từ từ thôi. Sắp tới rồi, từ từ thôi. Đi học nha, bước này dựng cái dây, dựng cái dây này, bước dưới rồi. Lên, chuẩn bị nha. Ơi. Chặt vô, không có rung gì nữa. Vui nè, vào cái đó, cũng nổi đó. Nhớ mang nha, có bạn để mất đồ ở đây là anh lấy nha. Bạn không có cho về lấy lại đâu đó. Ken, Ken, Ken. Ken, anh. Đợi em bé này với phụ em chứ. Rồi, tiếng gặp leo lên. Bước phụ em chứ. Bước lên giỏi rồi. Bước lên, bước lên, bước lên. Cái bị kẹt cái thùng á, cái dựng cái thùng á. Đợi giúp dưới bơi. Bây giờ bạn nào không đi cầu được thì chị cho bơi qua. Muốn bơi qua thì cứ bơi. Ai không đi cầu giấy được tối bơi qua. Rồi tốt rồi. Rồi. Đúng rồi. Đi từ từ. Đấy chân nghe. Chị em dịch một số đi. Nhập miệng lại. Suy nghĩ đi. Hay quá, hay quá. Là tính thời gian đúng không ta? Rồi, tính thời gian đúng không? Rồi, đi. Cái này có chịu quá. Bơi qua anh cộng thêm tiểu nhau. Bữa nay có đứa bé đó hả? Cái này dây này sao mà không còn. Đúng rồi. Té nó bị nhục á. Tô Văn Ngọc ơi, từ từ ơi. Cái bản này để dưới cái gì đó bản để dưới cây nào để dưới cây nào để dưới cây đó qua đây ra dịnh miệng mồm lên làm cho anh cũ được dịnh miệng mồm vậy bình tĩnh lên con không nhớ đi cuối cùng nhớ cái tiếng chạy hay đâu anh tuôn ơi. Dội lên đi, chuẩn bị. Đi được rồi. Đi đi dời. Đi chân ngang. Chắc được. Hai bí. Ê, thằng không đi qua rớt mới vui. Không, mấy thằng mà liều lĩnh là đi chủ quan rồi đó. Em đi cẩn thận thì không sao. Liều lĩnh là đó. Dội lên, Lý Ngọc qua kìa, leo lên. Thì luôn, tính ra là mày biết bơi luôn á. Cái này ở đi nhận được cũng nhận chứ. Tôi sao? Chưa đâu quá. Mới mua, bé mới đi nữa. Giục quá. Đừng vô là nhập yếu chị. Vậy thì đi tắm. Cái xong rồi nè, nó thôi mình về chùa lại, không sao. Wow. Tới chùa có sư cứu rồi. Wow. Phải đổi gì, phải đổi gì. Các bạn yên tâm, có rớt xuống dưới thì cũng trôi về chùa. Phải đổi gì vào. Buôn ơi, đưa em ở
đợi cuối giờ sẽ có đường lên lên. Không được rồi, không được. Bơi Duyên ơi, bơi. Dây có bắt đầu trùng rồi đó. Chết rồi. Em qua là lung vô rồi sao? Mày lung xuống rồi tí hồi tao cho tao đi. Duyên mà nó đã trùng xuống này đâu mà bơi vô một cây nữa. Mày lung cái gì chứ đi. Từ đã thiết kế thì sao ta cũng thử giờ trời mưa cái đó nó sao vậy? Không thể cột gì hết. Miệng là lỡ rồi. Qua được rồi, được rồi. Qua được rồi. Qua đó nó cắt dây. Em chưa đi mà cho hù quá. Không. Trời ơi. Thấy bước là thấy ngu rồi đó. Bước ở giữa không bước. Ủa rồi qua chưa qua được. Anh chưa đi bao giờ. Quá. Kèn nghe gì kèn. Đợi đợi cái thùng. Rồi xong cái thùng. Rồi nhảy xuống. Quay lại cái thùng. Nhảy xuống lấy cái thùng. Nhảy xuống lấy cái thùng mày. Nhảy xuống lấy cái thùng. Trời quay lại. Quay lại về vô. Nhảy xuống lấy cái thùng mày. Ê lỡ như em đi tu lên dễ chừng kia một tí. Wow. Có dừng có chừng. Chị ơi, cái mã tiền mày bị mở mở. Mất sức em quá. Bỏ. Đi à. Đi cái này nó muốn con nổi vậy. Phải đi luôn đi. Đi từ từ nha, từ từ. Có chân. Ủa hồi nãy em quên phát bình á, My có cầm đi chưa phát luôn hả? Ờ cầm bình chưa. Súng này không có đấy. My chưa có bình nha. Có nghĩa là lấy nó rồi nó mới đưa cho nó đi. Tại nãy tụi em quên phát á. Không mới bình lệnh. Là bây giờ nó chuẩn bị bây giờ đổ bao nhiêu đội nữa. Ở đó còn bao nhiêu bình. Hạt giống số 1 của công viên là bây giờ trên kia nó chỉ có đủ số lượng thôi. Tại hồi nãy My cầm cho nó. Nãy em có đưa cho My cầm á. Tại vì em đem hết mình đi rồi. Ở đây, tụi em được mấy bình rồi. Anh Bút. Anh kéo. Bên đây, bên đây. Bên đây, bên đây. Bên đây, bên đây. Em không may, nó không đi. Anh chị nó chờ nè. Phải có người đợi luôn chứ. Đi đi. Nếu một bình, anh sẽ tự nhiên. Vậy đụng xe kìa. Vậy sao mày đi? Ôi thiệt á. Sao gây gắt với nhau dữ vậy? Thiệt. Lấy cái nữa. Nghệ thuật đấy. Dạ lấy bình. Các bạn thấy đi. Đưa cho ông một cái bình nữa. Chứ cái bình đi chị ơi. Quá dữ. Rồi á. Lấy cái quán. Ôi cái bình. Anh đi chắc là được chạy luôn. Rồi đợi gì? Rồi lỗi bạn nhưng mà cản đường xuống. Rồi tiếp. Rồi em nó lên. Đây là chuyện có bình rồi thì đi cứu đi. Còn ai chưa có bình thì cột. Anh muốn bơi đi rồi đấy. Em đi lấy cái này. Ủa? Ai kia? Ai một bình thôi. Đi vô ngang á. Tại chị My, chị Như. Nghe cho thằng Trân ra. Đúng rồi, xoay ngang thôi My à. Rồi đúng rồi, nghe thêm tí nữa. Chân phải còn xéo đó. Còn kém tí nữa. Đăng hai cái tay ra ngoài. Đi ngang, đăng mạnh tay nè. Không, gì bút dài nữa. Đúng rồi, tự nó qua. Cho cái. Đã phá cái rồi, hiện tại đang còn một cái mình giữ thôi. Gì bút gì bút gì. Ba rồi.
Đi ấy, tí ấy cái bình. Rồi. Ê, cái bình. Rồi, 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 rồi. Cứ bước đi. Hãy đây dán nặng ra. Đúng rồi đó. Căng nặng ra nha. Đó. Đó, đúng rồi đó. Hai đây cô em nó vô quá vậy anh không tôi anh không cho em em anh muốn đúng rồi là bọn khô cũng hơn á, khô cũng bán đi từ 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 trời ơi em phải chọn một trong hai là đầu vô trước hay là đuôi vô trước chứ khoan khoan khoan, khoan bước nha dưới cây vé lại trời ơi đúng rồi từ từ nha từ từ dưới em hạ hết người xuống đi bám dây hạ hết người đi để trường đẩy qua từ 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 dưới dưới nè 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 thôi lăn té là vui lắc nè trời ơi, còn nó lắc chuyện gì hả? Cô nói cho đợi em một mình. Có cần cá thụ không vậy? Có cần được cá thụ không vậy? Có được cá thụ không vậy? Không. Tí tí ai chơi phụ trời, sao mà đi được? Lắc hả? Luôn luôn chứ. Lắc nó dưa. Tầm đó nó không té được đâu, nó té được đâu. Kêu lắc rồi nó lắc không. Đi từ dưa. Để bỏ đây à. Hồi nãy mày nghe lời bác thấy chưa? Con không có đỡ được, con nói vậy chứ em không biết bơi. Con sẽ nó bị trên rồi. Ôi, nó bị trên kệ nó chứ. Thôi lùi 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 lại. Lùi lại. Thí dụ mà em té xuống ai nhảy xuống cứu em không? Chắc một bình là. Ai tổng thương chưa? Chắc có một bình. Có nãy có một bình mới tỉnh. Hai mà tụm là bơi nước. Hai thằng không có bình. Nó đi tới nơi rồi, hai đứa kéo nhau té đó. Đó. Thấy chưa? Nó trùng dây quá tí là buộc phải tháo dây. Cái bè nó mới qua được. Dây chạy nó đâu dùng quá. Nó qua được quá thấy không? Đó là nó dướng mà cãi hoài. Thì biết nó vướng nhưng mà vẫn được. Mất sức. Đó là chưa? Chín hoa sáng, chín hoa, chín hoa, chín hoa. Ha. Ha. Vô một ngày nha. Chín hoa sáng, chín hoa, chín hoa, chín hoa. Ha. Ha. Các bạn có bốn thùng các bạn ở đây đúng không? Chúng ta lấy hai thùng nữa, bạn kết một cái bè.
Tháo hai bình ra vô xe. Tháo bình ra. Kiểu vị trí thấp là chỗ này qua cho nó đỡ qua bên kia cho tưởng. Cầu dây còn gian nan lắm, anh thấy rất là lên khó luôn. Anh chị vẫn đang quay đó. Đang quay bên đó. Anh muốn để thằng lập thì chụp cho thể. Để coi coi. Sông bè là phải báo liền, nếu không là mất rồi. Ở trên đó. Ta đưa cái gì đi. Cái này có chết đâu mẹ. Bộ ngư mát ngồi bộ. Làm không được thì ra bộ anh chặn rồi thôi. Chắc định thổi mát cho anh. Không phục vụ văn nghệ. Mày đi. Trời ơi. Là hai đứa nó phải ngủ mà. Lần sau nhớ mang cái quạt theo nha. Chị có người lại bỏ sao ra đây bây giờ. Nè mày lộn cái bình này này mày thấy chưa? Tôi kêu cột trên trước, cái dưới từ. Nè. Mày lộn cái bình này này, tao đang cột trên trước, đừng nâng cái bình lên nè, xong rồi nè cái cây gì đó. Yeah.
lấy hai thùng với hai vậy đó. Xác vô trong luôn, ngay trong nhà người ta luôn mà. Đi ống nước này nè. Ngọc với Đức tìm cho mát ngồi nha. Cái hoa sen người bạn để đâu? Tôi sẽ làm cầm rồi. Cậu bây. Tôi bỏ túi rồi. Trong chân chúng ta biết lên trên lưng của bạn và Đức mình Đức. Bây giờ kia. Trên hai bình hai vậy mặt hả? Em hai bình hết. Hợp hết. Lũng hoa. Ủa còn anh Vũ sao anh? Kiến hoa xả anh. Quần xuống con. Chúc nghe anh phổ biến. Kiến hoa. Hồi lên. Mát quá đi. Đích thì lạnh mà người thì nóng. Bắt buộc cô ơi. Nó mắc cảm giác vùng lưng rồi. Bây giờ tụi bay muốn ba thằng cùng khô hay là ba thằng cùng ướp? Mà hai thằng bự rồi. À, thì không biết, tụi bay tự tính. Ngon, nè. Bỏ chung đây, bỏ đi bên đây. Còn không thấy một hàng bơ đi con. Thì ai đi xuống bơi? Em thử rồi. Không nổi đâu. Trời ơi, tụi em nặng như sao bơi. Tụi bay. Đi đây. Đợi tớ cậu. Vui quá. Xuống đi. Ấy nước. Từ từ. Do. Tụi tao. Ở phía dưới coi nó có cái gì không. Từ. Hạ mấy anh nước dày đi. Cho tụi nó tiền cái gì đó. Thôi, bây giờ thử đi. Qua nữa lên là chắc chắn chịu. Vắt đi. Thì đó, mình về mình biết mình thấy được cái bè nó làm sao rồi. Không. Có vô chân đứng chân. Đi chị. Bắt. Tao. Anh em tôi chỉ có dịnh được với cậu thôi. Hay gì thắng thì hỏi được. Ôi em ơi. Ủa, tới đâu rồi anh? Về nhà luôn á. Về nhà luôn á. Sao luôn à. Ghê hả? Ờ. Là còn phải đi qua cái cầu dây đó lại một lần nữa. Đi tới cái cầu mà nãy anh làm á, là có cái thang dây leo lên. Xa dữ vậy? Ờ. Ê, bạn ơi. Ê, mình đi. Dạ, mình đi. Có cái chơi gì vậy? Không. Lẹ lên dây. Nó cũng cao mà. Cao lắm á chị. Lấy cái này bạn mình rút nó. Ừ rồi. Thôi từ từ thôi. Sao không lên được đâu á. Dịnh đi. Cái anh lên không nổi rồi. Rồi thở đi. Lên đây. Nó cũng bung. Mày dịnh lên là mày lên rồi. Chỗ cái thành đó chỗ chôn á. Mày nói cô lắp tôi sợ. Chứ không lại nữa. Cái tay nó có thẳng chị ơi. Hiểu lên. Được không? Xuống, vô đi kìa. Vô xuống đi. Thôi, chút nữa mình lấy về rồi. Em chơi đi kìa. Chạy đi cao quá bé. Chạy đi cao. Chạy đi cao. Này hả? Giờ anh với mày thấy hết rồi cho tôi. Giờ anh tháo đưa đồ lên. Bây giờ cột đồ ở đó được không? Quận, tháo đồ lên dậy anh thôi. Cái gì đó là đẩy béo bên này đúng không? Chị ơi, em đẩy đồ trước được không? Đẩy đồ trước được, anh kia đẩy đồ trước nè. Em đẩy đồ qua bên đó, phòng người là phải đeo mặt hàng. Duyên nè, Duyên nè. Đưa đồ đây. Giờ em buông bè ra, em bơi ngược qua anh kia. Tại nước nó đang xuôi về á.
Bây giờ sao? Em buông ra em bơi về bên kia. Nha, đủ thôi thùng hết đấy. Bước xuống dưới luôn. Bước xuống nữa. Mai mà nổi. Bước xuống nữa. Rồi đưa con con. Yến, rớt cẩm nang kìa. Yến. Rớt cái đồ trong cẩm nang kìa. Đưa cho đứa anh cầm đi. Rồi lại bơi lên. Quăng này, quăng này. Cái cây đi không? Cái cây cái này có phải đổ nước không? Đổ ra. Dạ. Nãy xong để bè ba người rơi ra thôi, sợ nghiêng nước hả? Ý không dám xuống. Không biết bơi ba ơi. Không sao mà. Tránh đi. Ôi, mẹ con của Lâm hả? Rồi lúc này nghỉ nước sạch hết. Mọi người lát đi làm này làm neo à. Đi đi. Ba chân. Đi trời ai đó. Mở lên chưa? Nè nè nè. Làm cái gì vậy? Ờ lấy lên nổi không? Đâu 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 lỗi, cái chừng té. Té. Ấy, mua ghế đi chơi. Rồi đặt nó đi, lấy cái. Đức ơi, à đi lên. Cho Ngọc làm nó đi. Đừng sức hết con. Ngọc ra bấm này. Ai kéo lên rồi. Rồi. Dẫn nó thẳng cái này ra. Lên bước nữa. Cứ dịnh vô cái dây, lên bước nữa. Đức ơi đâu? Yến ơi, qua giúp lên nó mệt rồi. Đứng đó nghỉ mệt, đứng đó nghỉ mệt. Rồi lên 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 đi. Rồi đứng đó. Đại chiến không? Rồi. Từ từ, từ từ. Lên, lên. Dơ trơn hồi nãy bỏ dơ kìa. Kéo ra mới vặn nó kéo luôn á. Con ngựa không xanh vào bơi tới đây hả? Không xanh vào bơi tới đây hả? Trời ơi, Vũ ơi Vũ. Lâu quá. Sao? Chú rút hả? Chở người, tất nhiên phải hơn 2 người chở người rồi. Em không được xuống sông. Rồi đưa cái mặt lên hết rồi, thiếu mặt rồi. Nhờ cái mặt lên, thằng cuối cùng. Thằng cuối cùng, thằng Bình á. Không thấy mặt. Rồi, đẹp. Lên luôn, tới rồi. Vui thương. Tại cho bò chưa Thảo? Thằng khỉ này. Leo thầy ơi. Rồi. Sao lại có dây nữa vậy? Nhưng mà... Móc dây đi vô bè à. Rồi, đứng đi nghe, từ từ nha. Ôi, ai cũng bỏ. Đi kìa. Vậy ơi, nó chạy từ xuống vậy. Thôi, leo đi, như kia thì nguy hiểm lắm. Đi bờ đi. Đi bờ vô nha. Đi bờ đi. Thì nguy hiểm lắm. Nguy hiểm lắm chứ không thì giỡn nè. Trời quá. Rồi từ nha. Từ nè. Thảo tắm gì lên lên con. Rồi. Đưa cái bè lên đó. Đó đúng rồi. Để con phụ này cho đi ra đi. Ê cái bè bấm vô nè. Bấm vô bè chưa?
Món ngay vô giữa luôn, xương sống giữa luôn. Ngay giữa luôn. Dạ đi, có một thứ nữa hả? Nhanh nhanh nhanh. Dạ đi. Để lên. Lên bờ đi, trời ớt mau chứ. Chung kia. Anh Nghĩa với chị Hiếu lo mấy cái bè lên đi cho. Nghe không anh Nghĩa? Chụp hình đi. Bà nói đi nghe nè, nói đi nghe nè. Cái bóng đầu chưa về ai chưa? Nhìn nhìn. Về bóng đội rồi. Ê, bóng đội gì hết? Bóng đội về tới rồi nha. Ê, ê, đưa cái mặt lên Nghĩa. Có hai đứa bay xa nhau như vậy. Hai đội rồi chuẩn bị xuống cao. Cắp đinh luôn vô lề luôn à. Ném bè lên luôn. Đâu vậy? À đi qua đây rồi nhé. Bơi vô nếu không hút mà khỏi vô luôn á. Giữ cái bình bà Hiếu. Bà anh Hiếu em quăng xuống không? Ừ quăng xuống. Có dây không? Có dây không? Có dây cũng còn chưa? Có khóc chưa? Cẩn thận, cẩn thận. Dưới miếng bơi hả? Chặt sợi dây á. Trời ơi, hai người đang nằm ở dưới. Hai dây được không? Được. Ờ, leo đi. Để cái mẹ nó hồi lên sau. Ok. Chúng quăng chung, quăng chung, chung. Rồi, xuống kéo lên. Lên ghia, lên ghia, hết rồi. Đấy, Nghĩa, xuống thôi, cái nón, coi chứ, Nghĩa. Dạ. Kéo chị Hiếu lên quên chân. Gì vậy? Đạp chân vô, đúng rồi. Từ từ thôi. Đúng rồi. Lên luôn ra ngoài luôn. Rồi, đeo chân lên. Mệt không? Mệt không, chị Hiếu? Thêm em cơ cho. Em mày lên, em mày lên, thắng em ngút thắng em. Rồi đó. Từ từ, từ từ. Bước rồi lấy thế bước lên đi, lấy thế bước lên cho vững chãi đã. Rồi thích lên, giữ thành cầu, giữ thành cầu, giữ thành cầu, thành cầu, đúng rồi. Good. Nóng quá, nóng quá. Rồi giờ bước lên cái là ngay cái chân đó, đúng rồi, ngay cái kia còn lại á là mới lên được. Ngọc Linh đi ra, đừng có đạp cái xe, cái gì nó đạp cái gút mình đi ra, cái đó nó tuột cái cây ra, đạp cái gút mình. Đạp cái gút kìa, cái gì đạp cái gút nó tuột cái gút kìa. Rồi, tuột rồi, tuột rồi, tuột rồi. Thách lên luôn. Ơi, chịu. Đâu? Rồi, đau quá. Đúng màu nè. Em đợi gì? Đổi lại là chúng đổi với lại này dạ, hả? Đây, đổi lại, lấy nửa đưa cho các anh chị huynh trưởng nha. Không mở ra không? Yeah. Rồi bên đài à. Từ từ, lên. Anh chờ anh nào. Duyên,
Rồi kiếm mẹ kìa. Rồi kiếm con Vũ đi. Kéo mẹ lên đi, kéo mẹ lên trước đi rồi đi lên bằng thang dây. Không phải, chị Vũ kiếm luôn đi. Rồi. Rồi. Dạ. Con chừng bé nha mẹ. Em không biết bơi mà chết rồi. Bây giờ cái gì vậy? Rồi bể. Rồi bình ra hả? Ai có nhà vậy? Lên khó lắm á. Thôi, con nước ở trong đó. Đây chú ơi. Gì? Thôi, đúng. Ủa sao có chôm chôm trọng vậy? Có chôm chôm đợi em. Cầm cái bên em đó. Em không ai vậy đó thôi. Cầm bịch chôm chôm lên trước à. Đồ ăn ngon không? Đồ ăn ngon. Rồi, rồi mình đi về anh Vũ ơi, có kèo rồi. Ơi, chốt đi bơi đi cho vui. Để dán này lên đã. Ủa bơi không kèo không phi. Quay. Kèo lại. Để đi quay. Hòa là hòa thuận, hòa hợp là một yếu tố vì
một mục đích chung mà chúng ta phải hòa hợp. Lúc hòa cũng gọi là hòa, là một yếu tố không bao giờ không thể thiếu, lúc nào cũng phải có. Chỉ có hòa chúng ta mới giải quyết những vấn đề mà cả bao nhiêu cá thể con người đó chúng ta mới giải quyết được. Yếu tố chất liệu hòa hợp là chất liệu không thể thiếu để xây dựng được một gia đình sức khỏe đầy tình thương. Tiếp theo, chất liệu ở chạm gì như là gì? Thanh tịnh. Thanh tịnh là gì? Không phải. Thanh tịnh ở đây đối với gia đình tử đó là nề nếp quy củ, là sự đứng trên nhường dưới, tôn ti trật tự, nề nếp lễ giáo, đó được gọi là thanh tịnh. Tại vì cái nhà mà không có tôn ti trật tự, không có trên có dưới, không có khuôn phép, không có lề lối thì cái nhà đó có như bức, đúng không? Trong một ngôi nhà mà một người em có thể đứng lên chỉ mặt cho người anh: ê mày im đi, tao muốn nghe cái đại vương kia nói. Nó nói cái gì tao không nghe, nói chuyện gì được không? Đúng. Trong một ngôi nhà không thể nào mà ba mẹ ngồi ăn cơm, ngồi đang ngồi ăn cơm đó mà người con tự nhiên đập bàn cái bùng giận dỗi đi lên, nhất là chúng ta đang trong môi trường Phật giáo, thì cái thanh tịnh đó nó được gom chung vô lại và chất liệu không thể thiếu, nó kết hợp với những chất liệu khác. Chất liệu thứ tư ở chả muốn anh là gì? Là hiểu. Chỉ có hiểu, tiếp cận, tiếp xúc với những nhân vật đó, những con người đó mới hiểu được cái lý do tại sao anh ấy làm như vậy, bạn này làm như kia. Mới tiếp xúc được là hoàn cảnh gia cảnh của bạn em này nó khó khăn, ba mẹ không có điều kiện, nó không dám chạy, nó không dám xin tiền, xin ba mẹ đi chạy, có xin tiền cũng có, thì mình phải tiếp cận, mình biết để giúp đỡ. Rồi có những cái hoàn cảnh nó còn ngặt nghèo hơn nữa, đúng không? Thì phải tiếp cận. Anh chưa nói những cái hoàn cảnh còn nhức đầu, nhức đầu. Chỉ có hiểu. Và cuối cùng, chất liệu là anh luôn là gì? Thương. Tất cả mọi thứ để gom lại đó là tình thương. Chỉ có thương mới làm được. Chỉ có thương mới bỏ công để làm những công việc của gia đình tử được. Chỉ có tình thương mới gắn kết anh em chúng ta lại trên một tuyến đường đi đến Thịnh Long như ngày hôm nay. Hà có gì mà anh em chúng ta không sử dụng những chất liệu đó thật tốt? Tại anh nói rồi, mình sống trong một ngôi nhà, mình sử dụng chất liệu nào thì mình sẽ biết. Nếu em chọn chất liệu đố kỵ, em chọn chất liệu không hòa hợp, em chọn chất liệu ganh đua, em chọn chất liệu tị nạnh, thì mọi thứ xung quanh em sẽ cho cái chất liệu đó. Ngày ngày em hít thở bằng cái không khí đó, em sống trong ngôi nhà đó, thì xung quanh em chỉ có tị nạnh, chỉ có ganh đua, chỉ có bon chen, chỉ có những cái gì đó thôi, chứ không có sự yêu thương và những cái khác. Vì vậy muốn xây dựng được thì chính các em phải bỏ vô. Em chọn chất liệu gì em bỏ vô, là hành động, là thái độ, là cử chỉ và tinh thần của mỗi bản thân chúng ta khi chúng ta đến với sinh hoạt, khi chúng ta đến với cuộc đời, khi chúng ta đến với mỗi anh chị em đối xử bằng cái tình cảm gì, thì chúng ta đang sống trong ngôi nhà đức mẹ bằng cái nền mở đó. Không phải cái chào xã giao giống như ơi cứ mà nghĩ không gặp chị na đó anh, không phải cái chất liệu đấy, giống như không gặp anh chị em giống như lướt trên Facebook cũng thấy biết cái thương nó, em đi làm việc ở đâu nó được sếp cho cái gì nó, bạn bè nó chơi đâu đó, thì qua những kênh đó hoặc là nghe mấy chị thông báo về nhà này đến Hương đi làm ở đâu, như thế là mình cũng hỏi han đó, giống như Hồng Duy nó làm ở đâu, như là Vũ chuẩn bị nó ra trường hay chưa đó. Chỉ những cái chất liệu đó là mình phải tự mình bỏ vào, các em đừng yêu cầu người khác phải làm vậy với em,
mà em phải làm vậy đi, em mới làm được. Vì em đang sống xung quanh cái chất liệu mà em đang phát ra, em chọn phát ra. Hiểu không? Em đang chọn một cái tâm thế rất là vui tươi, thoải mái, thì em đang trong sống trong một khung cảnh, một không khí thoải mái, vui tươi. Giống như chạy hè, em xác định đội em đi cho vui là đội em sẽ có cảm giác là vui. Không làm giải. Đó. Với tinh thần tại vì sao? Tham gia hết mình hay như thế nào? Nói đùa như vậy nhưng mà đây là một tâm thế. Vì anh biết là mình lễ chế trong một số vấn đề nhưng mà mình sẽ hơn ở một cái máy. Mình có một quyền đại đáng nhớ nhất với cuộc đời mình. Không bao giờ mà định đáng giá mà đánh dấu được bằng cái đó bằng chính bản thân mình hết. Thì mấy bạn đừng có đem cái đó mà hơn mua. Đừng hơn mua ở đây. Trước khi phán xét người khác thì mọi người hãy nhìn lại cái quá trình người ta đã đạt được cái vấn đề đó, và quá trình người ta đã cố gắng vì cái mục đích đó và cái vị trí hiện tại của người ta. Đừng phán xét bằng cái hiện đời, bằng cái ngôn ngữ, bằng tất cả mọi thứ, cái vũ đám đông nhìn vô. Vì vậy, sau một ngày này mọi người đã biết cái chất liệu gì, những hành động gì và những cái đức tính gì để xây dựng được một cái mái nhà thật sự hai chữ yêu thương. Bằng những hành động của mình chọn cái gì mình phải làm cái đó. Chứ đừng có xả dao, đừng có nghĩ là phải chỗ này chỗ kia. Đó là tất cả những gì mà quan trọng trời muốn nói với tất cả các anh em. Chạy hè lùng hòa 2018, qua câu chuyện trò chơi lớn. Ba chất liệu không thể thiếu để xây dựng nên một quán nhà lạc yêu thương, đó là chất liệu hòa hợp, chất liệu yêu thương và chất liệu thanh tịnh. Ba yếu tố đó phải gom lại. Hiểu và thương cũng nằm trong những tính chất hòa hợp, vì có hiểu mới có thương, hiểu và thương mới dẫn đến hòa hợp. Thanh tịnh, tinh tấn đã nằm trong thanh tịnh. Anh chỉ muốn nhấn mạnh trong những vấn đề đó thôi. Chỉ tinh tấn để làm gì? Để thanh tịnh hơn, để tốt hơn, để mà cái lề lối nó rõ ràng hơn, là anh chị em với nhau đối xử với nhau thân tình hơn. Nhớ ba chất liệu không thể thiếu. Rồi, cảm ơn tất cả anh chị em đã lắng nghe và mong rằng đó là những lời có thể giúp anh chị chúng ta gần lại nhau hơn và gắn bó với gia đình sự khỏe nhiều hơn. Xin chào các bạn. Chúng em trân trọng kính mời quý anh chị trong ban quản trại cùng chị là trại trưởng, cùng bác gia trưởng, cùng quân tập và phía lễ đài chuẩn bị cử hành lễ bế mạc trại chạy hè lục hòa 2018. Xin trân trọng mời chị thư ký của chạy hè lục hòa 2018. Ơi, tí hòa cho bài hát vui. Chúng ta là chị cũng luôn bay lại. Yeah, wow. Hey.
chúng sinh. Nam trong sư công đức đã qua những nẻo đường xa, phương mai khắp cả chung cùng một trời ca. Đường đi thấy sao năm năm ngày ngày thêm xa, chỉ với chúng ta quên bài lục hòa ca. Xin chào tất cả anh chị em chúng ta. Thì trại Trọng Hòa 2018 này thì anh rất vinh dự được trong trại giao cho chức quy linh cả. Mấy em có thấy anh khó không? Khó không? Dễ quá hả? Năm sau mà có làm biển lực thì khác hơn ha. Anh nhận xét chung ha. Tình hình trại của chúng ta năm nay thì đa số tất cả các em chúng ta là kỷ luật tương đối tốt, chỉ còn một số bạn thì chưa được tốt lắm trong cái tác phong với lại hình thức khi luyện tập hợp á. Khi tập hợp thì chúng ta đang còn chạm vào cái tư tưởng hiện trạng của các bạn chưa được đẩy lên cao, còn một số bạn thì về tác phong thì về dán quần áo rồi được. Có những lúc vì hơi bị lôi thôi ha, chúng ta để và cái vấn đề quan trọng nhất á, là nói chung là năm nay anh thấy kỷ lục của các em từ đầu to, chúc mừng rồi các em. Số sự cố gắng của tất cả các anh chị em trong cả giai đoạn một, và đặc biệt là các tuần của các trò chơi thì cũng có một số đội chơi rất là lăng xả, chơi rất là gọi là thuần thủ bình thường, là chơi rất là máu, rất là sung, nhưng mà đôi lúc chúng ta lại hơi bị máu quá, sung quá thì chúng ta sẽ dễ bị va vấp bởi những cái cảm xúc hành giả, và sẽ rút kinh nghiệm từ những cái đó để chúng ta có một cái cuộc vui mà nó mang tính chất đạo vị và mang tinh thần của đồng tử nhiều hơn. Và cũng trên tinh thần trò chơi của đồng tử thì anh quý anh chị trong phố đồng trại tổ chức giai đoạn 2 cũng trên tinh thần đó, với các truyền thống của lực học, các bộ môn các như văn nghệ, văn nghệ đồng trại, game show, nhảy đồng diễn. Cảm thấy các đội rất đầu tư vào các tiết mục chuẩn bị ở cái gì chuẩn bị được ở nhà là các đội chuẩn bị rất tốt, có đầu tư chỉnh chu về các mặt, đặc biệt là cái nhảy đồng diễn. Cảm thấy là rất sôi nổi, cuốn hút, là khí thế cả một hội trường cũng như tinh thần của tất cả mọi người đều cũng lan tỏa trong cái buổi nhảy game show đó, nhảy diễn đó. Văn nghệ đối trọng các đội cái đầu tư và đúng tinh thần như định hướng của khối lượng trại, đó là đạo pháp, dân tộc và gia đình tử. Riêng về phần trò chơi lớn, đó là một sự kết hợp của các bộ môn từ xưa đến giờ mà nó ít có cái thực địa để các em tham gia, đó là cầu dây. Và cái miền sông nước này nó cũng tạo nên một cái kích thích mới, một cái chất lượng mới, một cảm giác mới cho trại hè lục hòa 2018, được ngâm mình với một cái dòng sông, mặc dù nhìn cảm thấy nó mình ở bên trên mình nhìn cái dòng sông nó có vẻ nó phù sa nhiều hơn, nhưng mà cảm thấy mình dấn thân vào nó, mình cảm thấy nó mát cực kỳ và cái độ sung của các em chơi rất tốt, chơi hết mình, đi đến cùng
đó là cái đáng ghi nhận và trân trọng của những hoạt động của Trại Hè Lập Hòa 2008. Xin trân trọng kính trình với chị trợ trưởng cùng với nhà trưởng. Đó là những kết quả sơ bộ, tổng kết sơ bộ của khối lượng trại. Xin chân thành cảm ơn. Giờ phút này, tôi xin công bố kết quả của các phần thi trong kỳ trại và trao thưởng cho đội xuất sắc nhất. Trước tiên xin thông qua các hạng mục đã được trao thưởng và được chiến thắng trong ngày. Giải nhất trò chơi vận động thuộc về đội ký. Giải nhất trò chơi game show thuộc về đội thân. Giải nhất phần thi nhảy đồng diễn thuộc về đội ý. Bây giờ chúng con xin kính mời các gia trưởng trao phần thưởng cho đội giành giải nhất phần thi văn nghệ lữ trại. Xin mời đội ký chúng ta hôm nay trình diện và cử đại diện tiến lên hội trường. Thank you.
viên trò chơi lớn. Xin mời đội tiếp. Khoa đang trình diện và cử đại diện tiến hành. Lên lớp làm gì? Trò chơi lớn hả? Hẹn nha. Hẹn nha. Em chào rồi. Hôm nay cái bản gì? Trời giới cho bài hát vui. Bước lên đường để cho sớm về ngang đường, một năm cười chưa trang nhìn vui, chưa có tiếng cười người ta đào tin, nghe tiếng cười mà ta biết lo, quay về sân khấu ta đeo cho, để cùng tình vui trong yêu mơ, để cùng trời đủ tối lòng ta. Có điểm kỷ luật cao nhất, chấp hành nghiêm túc tinh thần hòa trong suốt ngày chạy. Xin mời đội giới chúng ta vô đàn tình nguyện. Dấu biết chi anh à? Được chung cuộc không? Sao các bạn không nghĩ đồ kiến nha? Thật sự năm nay là cái năm mà trong lịch sử lục hòa mà nó khó khăn ở cái mức độ nó xích sao dữ thật không? Tức là số nó đúng mang, đúng nghĩa mang tính chất cái số lượng hoa huy chương, hoa sen và thành tích cả một cái chuỗi hoạt động, nó sẽ đánh giá được cái độ được chung cuộc.
Những năm trước mọi người có nghĩ được trò chơi lớn xong được kỷ lục chắc chắn là sẽ được giải, nhưng mà năm nay chúng ta lại hoàn toàn rồi, tức là xin chia buồn với đội giới sẽ không được chung cuộc. Đó là một ví dụ điển hình, tuy là đội kỷ lục cao nhất nhưng ở đây không phải mình không đề cao tính kỷ lục, mà chúng ta đã ở một mức kỷ lục tốt rồi, gọi là tạm tốt. Anh theo anh luôn đó là tạm tốt. Thì cái việc mà mình phải đầu tư nhiều hơn đó là cái tư lương, là cái nội điểm và cái khả năng lãnh đạo, kỹ năng hoạt động của mỗi thành viên và kể cả kỹ năng của đội trưởng, đội phó. Rồi, tiêu chí trận chơi lớn, chấm điểm. Xin lỗi đội thân là tại vì đội thân về đầu tiên đó là một cái quyết định, một cái tràng vỗ tay thật lớn cho đội thân của người đầu tiên. Nhưng kết quả chung cuộc của đội thân của đội lớn là đội ý. Tại vì sao? Các anh chị chấm điểm trên tiêu chí các trò chơi, các cách thức các em vượt chạm, thời gian các em vượt chạm, chứ không phải là nguyên một tổng quá trình các em đi nhanh chưa chắc các em đã về trước. Vì vậy, việc một mình cứ người lãnh đạo phải tỉnh táo, dùng hết các biện pháp của mình, làm thật tốt, làm bằng cái tâm, làm sao cho các em mình tốt nhất. Đó là cái thông điệp của cái ý nghĩa của trò chơi và cách thực chấm điểm của các anh chị riêng về chung cuộc. Các anh chị phải tốt rất là nhiều với tốt để biết được độ nào được. À. Rồi, đội xin chúc mừng cho đội ý. Với số lượng là 6 vàng 2 bạc và 3 đồng. Xích xơ tí xíu, rất là chia buồn với đội kia một tí xíu thôi. Các em được 5 vàng 4 bạc và 1 đồng. Nếu tính ra thì các em đổi quy ước lại thì các em có được 6 vàng 2 bạc 1 đồng. Các em thu được chỉ đúng 20 chương đồng. 20 chương đồng tương đương với 1 huy chương bạc nữa thôi. À, nếu kỷ lục chúng ta gắt gao hơn, kỷ lục chúng ta mạnh hơn, chắc chắn đội kia là đội perfect. Nhưng mà hơn trao một tràng vỗ tay thật lớn, tại vì đội kia là đội xuất sắc về tất cả các lĩnh vực trong trò chơi lớn. Cái team của đội best nhất là không có, tại vì có thanh niên sinh hoạt của đội trưởng và đội phó đã giúp cho đội được cái tinh thần rất lớn. Anh xin chia buồn, nhưng mà đây là một lời trân trọng tán thưởng tất cả những gì mà các em đã trải qua cùng nhau đó. Chúc mừng cho đội ý, xin mời đội ý hô đội và tất cả các đội chúng ta, tất cả các thành viên đội tiến lên để nhận phần thưởng chuyên cuộc của trại hè Lượng Hòa 2018. Chúng con xin trân trọng sư cô giáo niệm, trân trọng kính mời bác gia trưởng, trân trọng kính mời chị như đoàn trưởng cùng tất cả anh chị trong quý trong ban quản trại tiến về trao cờ, trao lưu niệm, huy hiệu lưu niệm. Trước đó em xin kính mời chị có liên chị trại trưởng có đôi lời để trao cúp Lượng Hòa và cờ Lượng Hòa cho đội chiến thắng. Tất cả các em nhìn vào các thành viên của đội ý, chúng ta thấy ở đây đa phần là những khuôn mặt thân quen đã từng trải qua những kỳ trại chung với gia đình. Do đó cái kinh nghiệm nó đầy đặn hơn và các em cũng đều tay hơn. Chúng ta nhìn cả về thể lực và cái thâm niên là một cái thuận lợi
rất là thuận lợi. Chị xin bác gia trưởng châu cờ trao cái cúp hòa 2018 cho đội Ý và xin chúc mừng tất cả các thành viên đội Ý. Cắn nó gần 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 gần. Là hen thôi. Trà sữa cho bay, trà sữa cho bay. Hen thôi. Cái đội này là trà tài trợ là sữa tươi chân châu đường đen thì phải. Cái sự tự chủ anh đâu có chào đâu. Nãy giờ anh chưa chào gì hết nha, chưa chào vô cái đội này nha. Vậy thôi là chào rồi đâu đâu lại đâu. Lót trà sữa. Không thấy hả? Cứ bàn tay mafia thôi đâu. Để gia đình cùng nhau chung hướng ai dưới đời sen sáng coi đời ngắm hồng. Ta đang mình hãy thân nói anh nào đang gần chiếu khắp núi sâu. Đương nhiên cái gì nó cũng có cái nguyên nhân. Tự nhiên xin chúc mừng đội Tý đã được cúp lục hoàng của trại hè lục hoàng 2018. Nhưng song song đó, ban quản trại có hai phần thưởng cho hai anh chị đội chức trưởng, đội phó có sự nỗ lực, có sự tiến bộ, có sự đầu tư vượt bậc so với những năm trước. Với năm nay được tuyên dương đó là thủ lĩnh xuất sắc của trại Lục Hòa 2018 dành từ Đức Huệ. Xin trân trọng xin chúc mừng cho bạn Di Bi. Thứ nhất, các bạn nếu các bạn nhìn vô cái team này, cái team này, cái team nghèo cuộc và cái team tội nghiệp nhất của Lục Hòa 2018. Tại vì nhìn cái số lượng thanh thiếu có vẻ nó lớn như vậy, nhưng thật sự là để mà kênh công ty đi về cái hoạt động thanh niên, trò chơi hay là tất cả những hoạt động trong trại là coi như là con số coi như là rất là trung bình và rất là bình thường. Và đó là một sự cố gắng rất lớn của tất cả các còn lại, và đồng thời ở đây cũng có sự hỗ trợ của anh Trường thì mới có được một cái đội mà để đáp ứng đủ cái nhu cầu. Tất cả các tiết mục vẫn rất tốt, rất có đầu tư. Vì vậy ban quản trại sẽ quyết định trao cái phần thưởng đó cho Duy. Xong xong một phần thưởng nữa đó là cái sự vượt bậc, sự có sự tiến bộ, sự đánh dấu mà hả các anh chị trong ban quản trại có đó nhận thấy được, có sự thay đổi và để khuyến khích động viên cũng như là trao niềm tin cho em vững vàng hơn thì ban quản trại sẽ quyết định sẽ trao cho một trong hai anh chị thành đội chiến. Dạ, mọi người sẽ muốn chọn ai? Không. Mọi người sẽ chọn ai? Cho anh nghe một tiếng con thật lớn luôn rồi đó. Lục Hòa sắp. Và quyết định cuối cùng của ban quản trại mà mới được chạy đó là xin trao cái phần thủ lĩnh xuất sắc còn lại của Lục Hòa 2018 cho bạn mở. Tiếng này thật lớn. Để mời hai bạn lên phía trên nhận cái phần thưởng của mình. Xin mời hai anh coi như là anh Ngọc Lâu, anh Quốc Anh, coi như là xí một cái phần là
anh chị em giao, em đeo một cái gọi là thủ lĩnh xuất sắc, tức là người một người thủ lĩnh xuất sắc truyền cho người thủ lĩnh xuất sắc. Song song đó còn hưởng nữa, còn hưởng đó là tiết mục văn nghệ của đoàn, một tiết mục mà có sự đầu tư tốt nhất trong bốn đời. Xin trân trọng cướp quyền cướp diễn đàn em xin tí xíu cho nó nhanh, đó là xin trân trọng chúc mừng đoàn có văn nghệ xuất sắc nhất trại hè Lục Hòa 2018 đoàn văn nữ. Giờ tiện thể công bố thiếu nam thì về bắt thành quan làm tội đồ cho anh. Không thì về không được. Xin trân trọng kính mời chị chạy trưởng trao cái phần thưởng cho đoàn có văn nghệ xuất sắc nhất năm 2018. Chị hô lại đó. Hô lại lên tiếng. Còn một phần quà nữa, đây là phần quà bí mật được giữ kín mãi cho đến tận bây giờ mới công bố, thì chị sẽ nhường quyền công bố này lại cho một người con nói game show nhé. Ok rồi, trong cái bản trải thì chị thích nhận phần nhảy và game show, nhưng mà chị phần nhảy thì mấy em tuyệt vời quá, chị không thể nào mà chi cho một bạn nào hết. Nhưng mà phần game show á thì chị thấy á, có một bạn là máu lưỡi nhất. Máu lưỡi nhất, chị rất là ưng ý với lại bạn đó, là bạn có cái xui ơi là xui luôn, thông minh có, giỏi có, nhưng mà xui lắm, chơi sát lúc là bị thua không à. Rồi chị xin mời đại diện của đội khẩu. Nhờ bán đồ mà được á. Lục Hòa sao? Lục Hòa trả lời đi. Lục Hòa trả lời vui, Lục Hòa. Vui. Sau đây là nghi thức trao giải vòi mạnh. Xin kính mời anh trưởng khối đời sống chạy tiến lên trao giải vòi mạnh cho chị đại trưởng. Và xin kính mời chị lên nhận vòi mạnh với anh trưởng khối đời sống chạy. Xin trân trọng kính mời chị. Hòa sống mọi thứ thật lớn để anh là đại diện cho khối đội trai cho cả phần lệnh cho chị chạy trưởng sắp quá tính gì nhìn gì em đại diện cho khối đội trai xin cho cả lại phần lệnh cho chị chạy trưởng. Chúng em đã cố gắng hết sức và cố gắng bám theo những đề án đã đưa ra và đưa đại đội trai lên còn hỗ trợ cho trại của chúng ta.
nhìn chung trại của chúng ta năm nay nó có một cái màu sắc mới, nó phát triển sâu. Và đó là cũng là cái điều mà chị rất mừng. Xin một lần nữa cảm ơn toàn ban quản trại đã dốc lòng dốc sức để mà tổ chức cái trò chơi lớn như là các trò chơi cho các em, đem lại cái sự hứng thú cho toàn trại. Và chị mong là chúng ta sẽ còn có những cái cuộc trại hào hứng hơn nữa. Sau đây xin kính mời bác gia trưởng chủ tọa cho buổi lễ ngày hôm nay thay mặt cho chị gia trưởng nói lời với bạn trẻ nhà Lục Hòa 2018. Xin trân trọng kính mời bác. Lục Hòa trả lời vui đúng không ạ? Vui. Nói khi bác được thay lời chị gia trưởng nói lời tổng kết thì bác đã chịu đem những hình ảnh mà ứng tượng biết chưa chị chạy hôm nay để nói với chúng ta. Đó là hình ảnh một anh cũ mà gieo quá nhiều ấn tượng nhất, đó là em quanh quẩn Khánh An. Khánh An đó, khi mà đi qua cầu dây Khánh An rất là dễ thương, mới đầu có cầu dây khóc và mếu, khi ra giữa dây giữa cầu rồi cười trang bét. Đó, cho Khánh An chạm tay ra. Và ngày hôm nay bác xuất hiện ra toàn ban quản trại, bác phải ngay cả đức trạng bác không giới thiệu liền. Đó là đức danh hiệu gì không? Chuyên gia cầu dây. Rồi, xin mời ai được không giới thiệu thì giới tay bác lên đó coi. Bạn nào? Đây là tiên phải không? Đây là chuyên gia cầu dây, bởi vì các con tiên mà không thể ý. Cái dây mà ngang mình á, thường thường thì cầu dây mà dây tóc cao á, thì mình mới đi được. Thằng này cầu dây ngang tay mình được phương, đẩy mạnh hai tay mình ra, đẩy mạnh ra chân bước tới liền. Đó, rồi bắt đầu dồn tay tới, đẩy mạnh ra chân bước tới liền. Như thế cầu dây rất là đẹp. Đây là chuyên gia cầu dây. Và phát hiện cả Văn Nam nhiều lắm. Còn Văn Nam còn có gì nữa này? Chuyên gia lượm chạy. Đây là độc lập nhất tay. Đó. Và bác hy vọng rằng toàn Văn Nam về ngày tuần sau học toàn lại báo cáo cho bác biết bạn nào trong đàn mình phụ trách của môn gì, cùng môn phương hướng rút dây trò chơi hoặc nói liên vân vân. Hãy báo cáo lắm đủ 8 bạn và 8 bạn này phải luôn luôn gắn bó tàn kết nhau trong mặt mũi tân tân nên là các anh chị trưởng của mình. Các anh chị trưởng này rành về cái gì kiếm học bằng được, mỗi từng học anh đó một tí. À, thầy bác mong là nào con đang kiếm cái thầy một chuyên gia nữa chạy. Gọi tiền bạc cho anh Phúc, anh Phúc Bình chi cho mình các câu thông sử. Được chưa? Đó. Nói như vậy rồi, cảm ơn con. Bác rất khen con. À, như vậy. Đầu tiên thì bác lo lắm. Bác lo là bởi vì không biết cuộc trà mình sẽ ra sao. Đi tìm dạng bác không đi. Bác không đi được vì bác đi Nha Trang. Khi lên đây thấy các con đi cầu dây kéo bè đi, trời ơi, bất rung quá trời, bất rung thực sự. Và tất cả chúng ta đều an lành giống như Khánh An cười mới đầu rớt xíu rồi sau đó cười thật tươi, chứng tỏ rằng cuộc nhà chúng ta hôm nay đã thành công tốt đẹp. Xin cho mọi chàng bắt tay rồi, các con cùng hội với bác tiến lên ra được hoàn và chúng ta kết thúc cuộc nhà nơi đây.
Và xin chào và lại cho chị Thư Ký để chúng ta làm như thế kết trận. Rùa hoa sát, rùa hoa. Đức Phật sáng, Đức Phật cho là tiếng Đức Phật. Tiếng. Suốt 48, suốt 2 ngày chạy 48 giờ qua bao nhiêu là bữa cơm chúng ta không thể nào thiếu được cái hình bóng lúc nào cũng ở đằng sau để hỗ trợ chúng ta, không phải kỳ chạy này mà trong rất nhiều kỳ chạy trước nữa. Thì hôm nay là chúng con cũng xin kính cung thỉnh Ni Sư có đôi lời để chia sẻ cùng với đồng con. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa tất cả các anh chị trong ban quản trại trại Lục Hòa 2018 cùng tất cả các cảnh sinh, con rất là sung sướng khi nhìn thấy trại Lục Hòa của mình năm nay cũng có nhiều tiến bộ hơn, nhưng mà cũng còn một cái gì đó nó cũng làm cho mình chậm lại, vẫn là thời gian phải không? Cho nên nó là như hôm nay 12 giờ rồi cô nhận được tin là nấu cơm dùng một chàng, thế là coi như là phải đi cố gắng hết sức. Thì tất cả mọi việc thì nó đã tốt đẹp trôi qua. Thì bây giờ là giây phút kết thúc của trại, thì cô cũng hy vọng, mong muốn rằng những trại Lục Hòa kỳ sau chúng ta sẽ tiến bộ nhiều hơn, và sự gắn bó của các em nó sẽ có nhiều cái hỗ trợ hơn, và cô sẽ cố gắng để theo dõi từng bước chân của các em trên con đường sinh hoạt của lý tưởng áo lam. Các em có đồng ý không? Đồng ý thì hãy cùng cô cố gắng nha. Đến đây là buổi lễ chúng ta cũng đã hoàn mãn rồi. Chúng con xin thành kính tri ân của cô và các anh chị em. Hôm nay con muốn xin thành kính tri ân tất cả chúng ta trang nghiêm để hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về trong tâm cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành. Xin mời tất cả anh chị em vô tay lên. Dạ, xin trân trọng chúng mời bác. Gần hết ta.